Như vậy là chỉ trong đầu tháng 3, đồng loạt 3 nhà mạng lớn Viettel, VNPT, Vinaphone và Mobifone sẽ chính thức đưa ra thị trường loạt đầu số mới 086, 088 và 089. Không chỉ tạo nên một sức hút mới cho người dùng trong nước vì bắt đầu bởi những con số đẹp, ba đầu số này khi được cấp phép cho doanh nghiệp viễn thông còn được coi là giải pháp cứu cánh cho hiện trạng kho số đang bị cạn kiệt. Một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm công nghệ số tại Hà Nội ghi nhận mỗi ngày có hàng chục lượt khách đến tìm mua các sản phẩm công nghệ. Đáng nói là rất nhiều các thiết bị, không chỉ là điện thoại. Giờ đây đòi hỏi phải có SIM điện thoại đi kèm để thực hiện kết nối giữa máy tới máy. Thì nhu cầu của khách hàng cũng tương đối là cao. Chẳng hạn như ví dụ như là cái phát wifi từ SIM ấy, thì chủ yếu là cái khách hàng của mình lớn nằm ở cái nhà xe này, rồi là các lái xe, người ta chủ yếu lái xe trên đường, người ta cần wifi truyền nhập vào mạng. Đấy cũng nhu cầu rất là lớn. Hoặc là cái đồng hồ mà smart ấy, thì bây giờ cái người đam mê công nghệ thì nhiều, mà cái đấy thì nó cũng là hữu ích cho mọi người. Đấy cũng nhiều mà. Chưa có thống kê nào cụ thể về số lượng các SIM số đang được sử dụng trên các thiết bị, máy móc, đảm bảo kết nối giữa máy đến máy như router wifi, giám sát hành trình, đồng hồ thông minh, thiết bị trong ngôi nhà thông minh. Song có một thực tế là nhu cầu này đang tăng lên đáng kể. Từ gia đình đến doanh nghiệp, cá nhân. Song song đó, các thuê bao di động mới cũng vẫn tiếp tục gia tăng hàng triệu thuê bao ở mỗi mạng. Chỉ tính trong tháng 2 vừa qua, các nhà mạng đang ở trước nguy cơ cạn kiệt kho số, SIM 10 số. Thì có thể nói là hiệu suất sử dụng đầu số 10 số là đang rất cao. Đối với Mobifone hiện nay là đang trên 90%. Thì cho nên là cái việc được cung cấp đầu số 089 để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng là rất cần thiết để mà có thể là phục vụ cho công tác phát triển thị trường trong năm 2016. Bên cạnh đó, theo các thông tư về quy hoạch kho số viễn thông và quản lý sử dụng kho số viễn thông, đầu số 11 số sẽ là mã mạng sau này sẽ được sử dụng cho các giao tiếp từ thiết bị đến thiết bị. Đầu số 10 số sẽ dành cho phương thức giao tiếp từ người đến người. Nên việc hạn chế số lượng thuê bao 11 số, tăng thuê bao 10 số sẽ là điều cần thiết phải làm. Theo cái số liệu báo cáo của các cái doanh nghiệp viễn thông, thì các cái đầu số thuê bao 10 số được sử dụng có hiệu quả rất cao, hiệu suất là sấp xỉ 90%, đặc biệt là có những cái doanh nghiệp cái hiệu suất sử dụng đạt trên 95%. Thế thì cái nhu cầu sử dụng của khách hàng mới tham gia vào thị trường vẫn diễn ra hàng ngày, trong khi mà cái đầu số 10 số đã cạn kiệt. Nếu ta không phân bổ thêm cái đầu 10 số để cho doanh nghiệp đáp ứng được cái yêu cầu về sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng của người khách hàng, thì người sử dụng lại phải tiếp tục sử dụng cái đầu 11 số mà sẽ bị ảnh hưởng khi mà phải chuyển đổi về đầu 10 số khi ta thực hiện triệt để cái quy hoạch về quản lý kho số viễn thông, cái quy hoạch kho số. Như vậy, cho đến khi thực hiện quy hoạch kho số viễn thông một cách triệt để, việc phân bố thêm 1 triệu số cho mỗi nhà mạng với các đầu 10 số 86, 88, 89 không chỉ phù hợp với các quy định về quản lý sử dụng kho số viễn thông mà còn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường người dùng cũng như góp phần đảm bảo thị trường viễn thông bền vững.